Ok, hôm nay mình sẽ làm bài tìm cây lời giải cho đồ thị và hoặc nhé. Thì trước hết thì mọi người phải nắm được kiến thức là đỉnh hoặc sẽ giải được khi có một con giải được. Đỉnh và giải được khi tất cả các con của nó giải được. Ví dụ mình có một cái đỉnh hoặc như sau: A nối B nối C này. Thì cái đỉnh A này nó sẽ giải được khi B hoặc C giải được. Nó giống như kiểu A bằng B hoặc C ấy, thì A sẽ bằng 1 khi B bằng 1 hoặc C bằng 1, đúng không? Thì với và thì đỉnh A này sẽ giải được khi B và C đều giải được. Nó giống như kiểu A bằng B và C ấy, thì A sẽ chỉ bằng 1 khi mà cả B và C bằng 1. Đó, mọi người phải nắm được kiến thức này. Thì ví dụ mình có một cái cây cây như sau. Đây, cây như này. Và bài toán là yêu cầu tìm cây lời giải, đúng không? Đấy, thì đầu tiên mình xác định này. A. Đây, nó nối với các con là đây là đỉnh A này, là đỉnh hoặc, đúng không? Đó, B này đỉnh và này. D đỉnh và này. C này là đỉnh hoặc này. Nó chỉ có một con, nó đây là đỉnh hoặc này. Đó, G này là đỉnh và này. Ok, để tìm cây lời giải có nghĩa là làm thế nào để làm mình tìm được cái cây nào mà cho thằng A này nó giải được này. Thì mình có đánh dấu các cái lá kết thúc, các cái điểm kết thúc là giải được thì có sao. Đó, những cái dấu sao này là những cái dấu giải được, còn cái điểm kết thúc này mà không có gì thì có nghĩa là không giải được. Ok, khi mà mình nhìn hình này ấy, thì mình có thể xác định được cái cây lời giải cho cái bài toán này nó sẽ nối từ A, D, H, I, G này. Bởi vì nhá, L này là L giải được thì có nghĩa cái thằng Y này là cũng là thằng giải được, đúng không? Bởi vì nó là đỉnh hoặc. Đó. Bây giờ mình ví dụ thì thằng giải được thì nó sẽ là một nhé. Thằng giải được là một, thằng không giải được là không. Đó. Ok, thì lúc này nó là đỉnh hoặc nên thằng Y này sẽ là thằng giải được. Nó bằng 1. Thằng này H này là thằng giải được, đề bài chọn sát nó bằng 1. Rồi. Khi mà D nó là đỉnh và của H và Y mà HI đều đã giải được rồi thì thằng này cũng là thằng giải được, nó sẽ là một. Đó. Thì lúc này cây lời giải sẽ là ADHIL. Đúng không? A này đang là đỉnh hoặc mà. D giải được rồi thì A sẽ giải được. Đây, kiến thức. Đỉnh hoặc giải được khi có một con của nó giải được. Đó. Ok, cái bài này nó sẽ có một cái cây lời giải nữa. Nó sẽ là cây này. Cây này. Nghe mọi người thử nhé. O là điểm giải được này thì N sẽ là thằng giải được bởi vì nó là đỉnh hoặc. Ok, lúc này nhá. M và N đều là một rồi thì J cũng sẽ là thằng giải được bởi vì đây là đỉnh và cũng là thằng giải được. Rồi. F là đỉnh hoặc. Lúc này F cũng giải được. Ok, B là đỉnh và E và F này đều giải được rồi thì B cũng sẽ giải được. Đó, mà B giải được thì có nghĩa là A cũng sẽ giải được. Đúng không? Đây sẽ là cây lời giải của bạn đồ thị và hoặc. Ok, bây giờ mình tiếp tục làm cái phần tìm kiếm rộng nhá. Nó sẽ khó hơn bởi vì tìm kiếm rộng này nó dùng để mình viết thuật toán. Ok, để làm bài như thế thì mình phải hiểu, sẽ phải có các thủ tục như sau này. Là gán nhãn giải được, gán nhãn không giải được. Về đỉnh ấy thì mình sẽ kiểm tra xem nó là đỉnh kết thúc hay là đỉnh không kết thúc. Ví dụ đồ thị này ấy, thì O là đỉnh kết thúc này, L là đỉnh kết thúc này, còn D này chưa phải là đỉnh kết thúc nữa, nó bởi vì nó vẫn còn con. Ok, còn nhãn, nhãn sẽ là giải được này, không giải được và không xác định nhá. Ví dụ này, L này sẽ là L L sao thì sẽ là đỉnh giải được này. K này mình không ghi gì là không giải được này. Còn thằng G này nhá, là mình sẽ là không xác định bởi vì nó còn con nữa. Đó. Mình sẽ làm lần lượt từ trên xuống dưới nên mình sẽ không biết là G này nó là giải được hay không giải được. Ok, kiểu ấy thì sẽ dán chu vào phô để mình biết là kiểu của đỉnh này là đỉnh và hay là đỉnh hoặc. Đó. Về bài tìm kiếm rộng thì nó sẽ giống như các bài tìm kiếm rộng khác thôi. Chỉ khác là khi mà làm thuật toán nên thì mình sẽ phải gán các cái thủ tục này vào cho nó. Đó. Ví dụ với bài này nhá, mình có làm một bài tìm kiếm rộng cho nó rồi. Đây.
Đó, lúc này mình sẽ phải gán được hoặc này, và này, hoặc này, và này, hoặc này. Đấy, như trên này nhá. A là đỉnh hoặc đúng không? Đó, B là đỉnh và này. Đấy. C là đỉnh hoặc. Ok. Thì lúc này nhá, A, B, C mình các cái điểm này mình cũng phải gán thêm một cái nhãn, nó là đã kết thúc hay chưa, là cái KT ấy. Cái KT như mình vừa nói, true và false. Đấy, mình làm lần lượt theo bài tìm kiếm rộng thôi. Làm đến cuối cùng thì nó có L, sao là L giải được này. Thì Y là đỉnh hoặc, nên là lúc này Y sẽ là thằng giải được. Mình bắt đầu ngược lên trên. Đấy, D là đỉnh và này. H là thằng giải được, thì lúc này Y đã giải được rồi thì D cũng sẽ thành là đỉnh giải được. Đúng không? Mà D giải được thì có nghĩa là A sẽ giải được. Lúc này nó sẽ nhận các điểm là Y. Nhận các điểm Y này, H này, D này. Đó. Còn L nữa, L ở đây nữa. L Y H D A. L đi H D A. Đó. Đó là bài toán tìm cây lời giải của đồ thị và hoặc. Nếu mình có vấn đề nào sai sót thì mọi người hãy góp ý với mình nhé.